Tỉnh Hưng Yên đến thời điểm này không có thêm bệnh nhân dương tính với COVID-19. Toàn tỉnh ghi nhận 30 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Khoái Châu 14 ca, thị xã Mỹ Hào 14 ca, huyện Phù Cử 2 ca, không phát sinh ổ dịch mới. Trưa nay, Bộ Y tế cũng đã công bố kết quả giải trình tự gen chủng SARS-CoV-2 gây dịch tại 6 tỉnh thành. Virus tìm thấy được cảnh báo lây lan nhanh, gây bệnh nặng hơn. Kết quả giải trình tự gen xác định 29 mẫu thuộc biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ, trong đó tại Hà Nội 10 mẫu, Bệnh viện K 5 mẫu, tỉnh Bắc Giang 9 mẫu, Bắc Ninh 2 mẫu, Vĩnh Phúc 2 mẫu và Hải Phòng 1 mẫu. Hai mẫu khác thuộc biến thể lần đầu tiên tìm thấy tại Anh là mẫu được lấy từ bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương. Bộ Y tế đánh giá diễn biến dịch COVID-19 đợt này hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng tại nhiều địa phương, đặc biệt đã xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2 lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng khiến cho tình trạng bệnh nặng lên.